có mua đá về tôi trường, mà hiện nay là gia đình cứ mỗi ngày 2 viên nhà trường. Thế thì tôi trường ấy là thế này, khi mà đặt vào cái trường thì chỉ một lúc sau là coi như ngủ rất là ngon lành, mà giấc ngủ coi như là nó ngủ sâu lắm. Thế Trước khi mà chưa trường không ngủ. dạ Trước khi chưa trường đá. trước khi chưa trường đá thì nói chung là ngủ, nhưng mà nó không như là bây giờ mình đã trường đá. Cái thứ hai nữa là tôi thấy là tôi có một cái hiện tượng như thế này, tức là cái ngón tay này của tôi này, nó bị quặp vào như thế này, tức là cứ mỗi khi đi ngủ thì bình thường, nhưng đến sáng thì ra dậy là ngón tay nó quặp chặt lại như thế này. Đấy, nó cứng đau ra. Thế thì bây giờ tôi mới thử, tức là đêm nào tôi không chườm đá thì nó lại bị quặp như thế, mà hôm nào tôi chườm đá thì sáng ra bình thường không có làm sao. Đấy, thế thì tôi vẫn đang suy nghĩ là từ vì mình mới chườm cho nên là nó cũng chưa phải là nó khỏi được tận gốc. Bác chườm được bao nhiêu buổi? Tôi chườm thì cũng được khoảng nửa tháng ấy rồi. Thế thì báo cáo với lại mọi người thì thôi, thì mình biết đến đâu mình tôn đấy. Thật ra là lên mạng research, biết tạp chí Liên Tâm, thì ra là biết cái hiệu quả của chườm đá vào vùng gan. Thì là thật ra bản thân tôi đã chườm được 3 tháng rồi, khó ngủ thì đấy là ngủ tốt. Và thứ hai là cái về khi tiểu đêm ấy, thì là nó đỡ hẳn, và cái khớp thì là nó cũng được cải thiện. Là như thế. Có thể trong mỗi mùa đá hôm qua, nhưng mà do cái vùng hạ sườn phải của cháu nó cũng khoảng chừng 2 tháng, nhưng mà đi khám thì cũng rất là lo, không dám đi khám, thì có bạn này em nó cho mượn đá cho trường, cho trường được khoảng chừng 5 ngày thì thấy đúng hiệu rồi. Chùm gan nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.